Xin chào các bạn, chào mừng đến với đồ chơi di động.com. Và trong video clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau xem qua một cái sản phẩm, đó chính là chiếc bao da đeo lưng, đeo thắt lưng của Nuku. Đây, cái dòng Nuku thì mình bán đến gần 6-7 năm qua, rất là bền nha các bạn. Nó là chất liệu da pha, tức là nó vừa da tổng hợp mà nó vừa có thành phần da động vật trong đó. Thì cái loại này nó rất là bền, và hôm nay cái mẫu mới của nó gọi là cái mẫu cái tên mới của nó được thiết kế lại một chút xíu. Cái mẫu của nó là Hero 2 ha. Cái size này là big size của nó, size lớn nhất của nó rồi đó. Thì cái dòng này á, nó đựng được cho những chiếc máy đời mới và lớn như là Note 9, Note 8, S10 Plus hay là Max 20 Pro, B30 Pro, vân vân, Oppo R17 á, 7 Plus, XS Max gì nó đựng được hết. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng mở hộp ra. Nhìn cái hộp là thấy là khá là hoành tráng rồi. Về Nuku thì các bạn thấy là những cái bao đeo lưng của nó được hoàn thiện rất là đẹp. Đây, chúng ta xem tổng quan bên ngoài cái màu nâu ha. Thiết kế truyền thống, cái chữ cái logo Nuku nó được đóng ngay chính giữa đây. Đó. Thì mặt sau thì chúng ta sẽ dùng để luồn cái sợi dây nịt của chúng ta. Đây là bao vàng đeo ngang. Thì chúng ta có thể luồn nó qua hai cái dây đeo này, hai cái móc này, hoặc là chỗ này chúng ta có một cái, nếu chúng ta không thích luồn á thì chúng ta có thể kẹp, chúng ta dở cái khóa này lên đó. Các bạn thấy là nó rất là chắc, khó mà rớt ra được. Chúng ta kẹp cọng dây nịt vô đó, hoặc là bất kỳ cái gì mà nó dạng như thế thì chúng ta kẹp vào để chúng ta đeo đó, để cho cái bàn tay mình khá là to mà nhìn nó cũng tương đối là to ha, để đựng cho các máy dòng máy lớn mà. Bây giờ mình sẽ nhìn gần một chút xíu về cái những cái đường chất liệu da cũng như là cái đường may của nó. Các bạn thấy không? Những cái đường may của nó rất là chỉ may, rất là đều và đẹp. Da cầm rất là thích tay. Láng, rất là láng, mịn. Đây là mặt trong của nó. Này là có cái quai, nó cơ chế gài của nó là dạng 500 hít nha các bạn. Đó, nghe kịt. Ở trong này á nó lót một miếng dạng như thép vậy đó. Rất là cứng để bảo vệ khi mà bị va đập từ ngoài vào. Đó. Đập ngoài vào không xi nhê gì các thiết bị hay đồ đạc mình để bên trong ha. Và sẵn nó làm miếng thép, nó hít vào trong cái miếng 500 dưới này. Có mấy cục 500 nè, bạn thấy nè, nó hơi nổi lên ở đây. Đó, hít vào. Ở trong này thì chúng ta sẽ có hai ngăn, một cái ngăn chính là ngăn to như thế này để chúng ta đựng điện thoại. Đó. Rồi cái ngăn nhỏ này để chúng ta đựng giấy tờ tiền bạc nhỏ nhỏ xung quanh. Đó. Thì nó có cái lỗ như thế này để nó đẩy điện thoại lên dễ lấy. Bây giờ mình sẽ minh họa. Đây là chiếc Max 20 Pro của Huawei, nó khá là to ha. Chúng ta sẽ bỏ vào. Đó. Rất là vừa vặn, rất là đẹp. Và khi chúng ta cần lấy ra, đây bên hông chúng ta cần lấy ra thì chúng ta mở nắp này ra. Rồi chúng ta đưa cái ngón tay, chúng ta đẩy ở dưới lên một xíu. Nó có lỗ trống nè, chúng ta đẩy lên một xíu. Đó, máy nó lòi lên ra ngoài, chúng ta rút ra một cách rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Đó. Thì ngoài đựng cái điện thoại như thế này thì chúng ta có cái ngăn bên hông thì chúng ta có thể đựng những cái giấy tờ linh tinh nhỏ nhỏ ha. Nem card gì đó chúng ta bỏ vào đây. Đó, ok. Bỏ vào. Ví dụ bỏ thêm nem card của shop vào đây nha. Đó. Các bạn có thể bỏ vào đó. Tất cả chúng ta có thể bỏ đây. Ngoài cái màu nâu này thì chúng ta sẽ có thêm một cái màu đen nữa. Nó làm hai màu cơ bản như thế này, nâu và màu đen, màu nào nhìn cũng đẹp. Đây, hồi nãy thì mình bỏ giấy tờ đây, các bạn có thể bỏ vừa tờ tiền giấy của Việt Nam vào ha. Đó. Rất là tiện. Mặt trước, mặt sau. À, bên hông của nó nữa ha. Bên hông của nó thì nó làm có dây, cái dạng có một cái sợi dây dạng như thun vậy các bạn. Nó co giãn được tùy theo cái độ dày của cái máy, tức là nó không có bó buộc cố định, là bạn thấy là kéo nó ra được nè. Đó, kéo nó ra được nè. Nếu mà máy chúng ta dày, chẳng hạn như là cái điện thoại iPhone 6 này nó đã gắn cái ốp pin rồi, khá là dày các bạn ha. Chúng ta bỏ vào luôn. Vẫn vào một cách dễ dàng, rất là dễ dàng. Và khi cái độ dày máy cỡ nào thì cái bao tự động nó co giãn theo cỡ đó, nó ôm vừa fit với lại cái máy luôn, nó không có bị lúc lắc. Đó. Các bạn thân mến, cái phần giới thiệu cái bao Nuku, bao đeo hông, cái dòng này có dòng gì, Hero 2, đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip khác của đồ chơi di động.com.